Một con chó liều lĩnh được phát hiện ngồi sau tay lái một chiếc ô tô chạy quá tốc độ ở Đức đã khiến cảnh sát giao thông nước này bối rối khi gửi giấy phạt nguội. Đoạn video từ camera bắn tốc độ trên một con đường nông thôn ở Rheinbeck, Đức, cho thấy một con chó dường như đang ngồi trên ghế lái, với vẻ mặt rất tập trung. Chiếc xe này bị ghi lại do chạy quá tốc độ cho phép. Theo ghi nhận, chiếc xe di chuyển với tốc độ 61 km/h, trong khi con đường ở đó chỉ được phép đi không quá 50 km/h. Cảnh sát giao thông đã rất sốc khi thấy hình ảnh này. Họ cho rằng có thể con chó đã nghiêng người khi đang ngồi trên ghế hành khách vào đúng thời điểm camera tốc độ chụp hình và che luôn cả khuôn mặt người lái thực sự. Không rõ vì sao ảnh chụp không cho thấy biển số xe, nhưng theo cảnh sát nói với Bin, do không xác định được danh tính người lái, chủ xe có thể không phải nộp phạt nguội theo quy định.